Xin chào tất cả mọi người, mình là Hầu Vương Review Phim đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim siêu hấp dẫn mang tên Ngũ Hiệp Trừ Yêu. Hãy cùng mình xem hết bộ phim này nhé. Cách đây rất lâu, có một truyền thuyết về một thế lực vĩ đại tên là Sakuza, có thể thao túng các yếu tố trong vũ trụ, cho phép người sử dụng nó kiểm soát sự sáng tạo và hủy diệt. Gia tộc bí ẩn là Vu Ẩn Môn đang tìm kiếm tinh thể này để bảo vệ loài người khỏi các thế lực xâm lược của vũ trụ ở tầng bình lưu bên ngoài trái đất. Một thiên thạch khổng lồ đang hướng tới hành tinh này, đáp xuống khu rừng gần đó, gây ra một vụ nổ lớn và nó bắt đầu đỏ rực ở một vùng. Vào sáng hôm sau trong thành phố gần đó, Nghi Trường Anh là kiểm tra viên mới được bổ nhiệm. Anh gặp một người phụ nữ trông rất ngây thơ và nói với anh nên ngừng tìm kiếm các khuôn mặt trên các bức vẽ vì tất cả chúng đều là bịa đặt. Ngay lúc đó một người đàn ông giống một trong những tên tội phạm và Nghi Trường bắt đầu theo dõi nghi phạm. Nghi Trường Anh đi theo người đàn ông to lớn đang cầm chiếc bình có cá vàng bên trong và đến một nhà trọ. Hắn ta hét vào mặt người chủ để cho hắn một phòng. Ông chủ từ chối và lấy lý do là không được phép mang thú cưng vào trong tòa nhà. Đột nhiên con cá vàng bên trong bình phát triển thành một con quái vật khổng lồ và tiến hành ăn tươi nuốt sống người đàn ông to lớn. Người phụ nữ trước đó cũng ở đây và cô ấy lộn một cái bàn vào sinh vật và cố gắng kiềm chế nó. Con cá khổng lồ nhanh chóng thoát ra, nhưng cô đã tóm lấy lưỡi của sinh vật và đá vào mặt nó. Nghi Trường đuổi theo con cá phía sau, người phụ nữ cũng hòa mình vào mảnh vải bay lên không trung đuổi theo con quái vật. Cuối cùng, cô ấy cũng đáp xuống mặt đất và biến thành một pháp sư Trung Hoa. Thiết bị ma thuật dẫn cô vào một nhà chứa, nơi cô cũng thấy Nghi Trường đang tìm kiếm sinh vật. Sau đó người phụ nữ tiết lộ danh tính thực sự của mình và tên của cô ta là Thanh Đình. Và bảo với viên sĩ quan hãy về nhà, vì con quỷ rõ ràng là quá sức đối với anh. Nghi Trường không chịu nghe. Anh lao lên tầng 2 và tìm thấy cô gái mà anh thường xuyên bóc bánh. Thanh Đình cô nhanh chóng theo sau và vào phòng, làm cô gái chạy ra ngoài cửa sổ. Nghi Trường giữ cô gái lại, hóa ra cô gái kia là tên được lắm lông. Thanh Bình cô vào trong tìm con cá, cô ấy nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường. Con cá trong bức vẽ có 3 mắt bắt đầu di chuyển và biến thành quái vật. Nhưng Thanh Đình đã bắt được con quỷ bằng tấm lưới ma thuật của mình và ngăn sinh vật này lớn lên. Người phụ nữ sau đó xóa ký ức của viên sĩ quan và đưa anh trở lại vị trí như lúc sáng. Hóa ra Thanh Đình là thành viên của Vu Ẩn Môn và họ có một căn cứ bí mật dưới lòng đất, nơi họ có thể theo dõi bất kỳ sự hiện diện nào của ma quỷ. Thành viên lớn tuổi nhất của nhóm, người mà họ gọi là lão đại, nhận thấy điều gì đó lạ về con quỷ mà họ bắt được. Sau khi phân tích khí chất của sinh vật đó, ông nói với Thanh Đình rằng con quái vật mà cô bắt được là một cái bẫy sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của tộc họ và gửi thông tin đi cho kẻ thù. Ông ta cảm thấy kẻ thù của họ lần này rất mạnh, vì ông có thể cảm nhận khí chất của sinh vật đó ngay cả từ đây. Viên đá trên bức tường rơi xuống bảo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Lão đại của bang đã lên đường để tìm cách khai mở vũ khí bí ẩn để đối đầu với kẻ thù, và ông sẽ đích thân đến thành phố để gặp chủ nhân của vũ khí đó, được gọi là sát thủ của các vị thần. Thanh Đình ngay lập tức tập hợp tất cả các thành viên trong hội lại và nói với họ bằng ngôn ngữ ký hiệu để di rời và bỏ lại con quỷ cá ở lại. Trước khi đi, cô ấy để lại manh mối cho nhị sư huynh. Cùng lúc, nhị sư huynh Thanh Vân đã đến một y quán. Sau khi lần theo manh mối do chủ nhân để lại, anh lẻn vào tầng hầm của tòa nhà nơi chứa bệnh nhân nguy hiểm nhất của họ bị giam giữ và tìm thấy một loạt những vết xước trông như được tạo ra bởi một sinh vật khổng lồ. Anh bước vào phòng và nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trên sàn. Anh tự giới thiệu mình với cô gái đó và phát hiện ra rằng tên cô ấy là Tiểu Viên. Nhưng cô ấy dường như không bị bệnh gì cả. Anh đưa đồ ăn cho cô và nhận thấy rằng cô có một vết bớt độc nhất vô nhị. Nó giống với manh mối mà sư phụ của anh để lại. Đột nhiên đôi mắt của cô gái bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Cô ấy lớn lên thành một sinh vật khổng lồ và tiếng hét lớn có thể được nghe thấy từ bên ngoài. Trong khi đó, bên ngoài tòa thành, người dân bắt đầu nhận thấy một lượng lớn run ở khắp mọi nơi trên đường phố và thiên thạch đáp xuống bắt đầu nở ra thả một sinh vật bay lớn lên không trung. Một trận động đất làm rung chuyển toàn bộ thị trấn và thành viên của Vu Ẩn Môn nhận thấy rằng ngôi đền của tổ tiên đã chìm vào một cái hố lớn. Họ suy đoán rằng đây chắc hẳn là do lũ quỷ làm và họ dự định vào bên trong để xem sinh vật đó là gì. Cả nhóm đi vào đường hầm dưới lòng đất và cuối cùng tìm thấy một khu vực rộng lớn có chứa một đội hình phong ấn. Nó được sử dụng để giam giữ một con quỷ mạnh mẽ. Kỳ lạ thay, chiếc bẫy chứa có tên bang hội của họ. Họ kiểm tra con dấu kỹ hơn và ngạc nhiên khi thấy sinh vật bên trong vẫn còn sống. Họ nghe thấy một tiếng hét từ trên cao và nhìn thấy một người đàn ông rơi xuống từ hang động. Hóa ra Nghi Trường cũng đến đây để tìm ra nguồn gốc của trận động đất. Họ nghe thấy một sinh vật đang đi vào trong hang. Nó lao ra ngoài và thấy thực thể đó biến thành một con quái vật giống quỷ bay lên không trung. Sinh vật màu đỏ nhìn vào phong ấn và bắt đầu giải phóng một làn sóng xung kích khiến các thành viên của Vu Ẩn Môn bay ngược về phía sau và làm họ choáng váng vì tiếng ồn. Con quỷ phá vỡ phong ấn và giải phóng sinh vật bên trong. Nó giống như một con rơi khổng lồ cũng có khả năng bay. Con quỷ đen lao về phía mọi người và dễ dàng đánh bật từng người một. Thanh Đình cô hồi phục và cố gắng chống trả bằng cách sử dụng vũ khí của mình. Con quỷ sau đó triệu hồi sức mạnh của nó và nhấc cô gái lên để kết liễu. Nghi Trường thấy vậy và lao vào con quái vật đang cố gắng cứu người.
nhưng con quỷ tóm lấy cánh tay của anh và chặt đứt một chân của anh ta. Thanh Đình nhìn thấy rằng anh ta sắp chết và nhanh chóng đẩy anh ra khỏi con quái vật, nhận ra rằng không có cách nào họ có thể chiến thắng. Các thành viên bang hội ném bom vào hang động và nhân cơ hội trốn thoát vào vùng nước. Cả nhóm quay trở lại nơi ẩn náu và cố gắng hết sức để cứu Mi Trường. Ngay lúc đó, nhị sư huynh Thanh Vân đã đến được địa điểm của họ. Anh đã sống sót sau chuyến thăm trong y quán và mang theo cô gái tên là Tiểu Viên. Anh giải thích rằng cô gái trẻ mà họ nhìn thấy trước mặt chính là người được định sẵn trở thành thủ lĩnh của họ. Khi mọi người nhìn anh ấy với vẻ hoài nghi, anh nói với người trong bang hội của mình rằng khi anh gặp cô gái, cô đã biến thành một sinh vật khổng lồ giống con công và con quái vật tấn công anh một cách giận dữ. Nhưng anh đã có thể đảo ngược sự biến đổi bằng cách đánh vào trái tim của sinh vật đó và biến cô gái trở lại thành con người. Anh cho mọi người xem vết bớt trên cánh tay của cô gái. Và họ nhanh chóng nhận ra là biểu tượng này của chủ bang hội của họ. Nhưng Thanh Đình cô tỏ ra nghi ngờ, vì Tiểu Viên dường như không nhớ gì về quá khứ của cô ấy. Họ cũng xóa đi ký ức của Nghi Trường, vì anh không thể làm sĩ quan được nữa vì vết thương. Và họ cho anh ấy tay chân giả để anh có thể tự đi lại. Sau đó cả đội quyết định đi tìm lão đại, vì giờ đây họ đã tìm thấy thủ lĩnh của bang hội của họ. Cùng lúc đó, bậc thầy vũ khí đến để gặp gỡ các thủ lĩnh của các bang hội. Để tìm ra bản chất thực sự của vũ khí huyền thoại mang tên sát thủ của các vị thần, các thủ lĩnh đến gần hơn và người đàn ông mở hộp ra. Hóa ra là hộp rỗng, tuy nhiên khi thủ lĩnh của bang hội kiểm tra kỹ hơn, thì nó bắt đầu biến đổi để lộ ra một quả cầu phát sáng dần dần lớn hơn. Các thủ lĩnh bang hội sau đó bắt đầu sử dụng sức mạnh lên chiếc hộp và nó biến đổi hơn nữa, cuối cùng biến thành một con dao găm khổng lồ. Nhưng lão đại nhận thấy có điều gì đó không ổn, vì ông ta chưa sử dụng bất kỳ sức mạnh nào của mình. Ông cũng nhận ra rằng người đàn ông đối diện này có hào quang tương tự như con cá quỷ bị bắt, và ông nghi ngờ rằng người thủ lĩnh kia thực sự là một con quỷ cải trang. Bọn họ bắt đầu niệm chú và sử dụng một kỹ thuật phong ấn nhốt con quỷ bên trong ảo ảnh mà ông ta tạo ra. Khi thấy lớp ngụy trang bị thổi bay, con quỷ đỏ bay vào và lấy con găm từ thủ lĩnh hỏa thần. Sinh vật này nói rằng nó có quyền kiểm soát tất cả các thủ lĩnh bang hội. Sau khi lừa họ ăn các loại thảo mộc giúp tăng sức mạnh của họ, nó ra lệnh cho các thủ lĩnh tấn công lão đại và con quỷ đỏ lấy quả cầu khi ông không để ý. Các thủ lĩnh gia tộc bắt đầu sử dụng sức mạnh của họ và lần lượt tấn công lão đại bằng những đòn tấn công tàn khốc, biến tất cả thành đống đổ nát. Con quỷ đen nói rằng nó đã tạo ra kẻ giết các vị thần bằng cách sử dụng quyền lực của năm bang hội. Và kế hoạch thực sự cho cuộc họp này là làm tê liệt gia tộc Vu Ẩn Môn bằng cách giết thành viên mạnh nhất của họ. Trong khi đó, các thành viên của Vu Ẩn Môn đã đến tòa thành, họ nỗ lực tìm kiếm tung tích của lão đại. Nghi Trường quyết định nói lời tạm biệt với các thành viên bang hội, anh không muốn ở lại quá lâu vì nhận ra rằng mình không phải là thành viên của bang. Anh ấy bước vào phòng của Tiểu Viên để nói lời tạm biệt, nhưng nhận thấy rằng bông hoa tàn trên bàn đang sống lại. Cô gái nói rằng cô ấy luôn làm cho những bông hoa nở khi cô ấy cảm thấy buồn chán, nhưng chưa bao giờ thực sự biết hết toàn bộ sức mạnh của mình. Sau đó cô gái nói anh hãy ngồi xuống và cho cô ấy xem vết thương của anh. Cô gái bắt đầu tập trung năng lượng của mình vào bên trong cánh tay của Nghi Trường khiến nó tái sinh. Thật ngạc nhiên là toàn bộ cánh tay của anh ấy đã mọc lại ngay lập tức và điều tương tự cũng bắt đầu xảy ra với chân của anh, khiến sức mạnh của anh cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên toàn bộ quá trình này đã tác động mạnh lên cơ thể cô gái khiến máu chảy ra từ đầu và cuối cùng khiến cô ấy bất tỉnh. Thanh Đình ở bên kia nhận thấy mối nguy hiểm đang đến gần và họ nhanh chóng bị phục kích bởi các thủ lĩnh của các gia tộc khác. Vô số lưỡi kiếm bay bắn phá khu vực, xé nát mọi thứ thành từng mảnh. Các thủ lĩnh của bang hội khác đến để giết tất cả mọi người. Tất cả đều cố gắng tấn công nhưng nhanh chóng bị đánh bay bởi sóng xung kích được tạo ra từ lưỡi cưa của người đàn ông. Thanh Đình lao vào chiến đấu một mình với thủ lĩnh bang hội, nhưng sau khi trao đổi một vài đòn, cô ấy đã bị thương và đẩy cô văng trở lại các tòa nhà. Kẻ thù tiến lại gần để kết liễu tất cả, đối thủ ném vũ khí vào Thanh Đình. Nhưng Nghi Trường nhảy vào để bảo vệ cô ấy và bất ngờ là anh có thể ngăn chặn cuộc tấn công bằng cách giành quyền kiểm soát các vũ khí đang bay. Nghi Trường nhân cơ hội này ném vũ khí về phía lão ta khiến lão bay vào tòa nhà. Thanh Đình quyết định bỏ chạy cùng đồng đội, nhưng Nghi Trường bí mật ở lại để cầm chân kẻ thù. Giờ đây anh có được sức mạnh đáng kinh ngạc, mặc dù anh ta không hoàn toàn có thể kiểm soát khả năng của mình. Nhưng sức mạnh hiện tại đủ để vô hiệu hóa thủ lĩnh của bang hội kia bằng một tay. Đột nhiên, một đòn tấn công ngọn lửa được ném về phía cả hai người và biến thủ lĩnh bang hội thành cát bụi. Sau đó anh chạy nhanh về phía đối thủ đấm một cú húc tàn khốc giết chết ông ta. Trong khi đó, Thanh Đình tình cờ gặp thủ lĩnh của bang Hỏa Vân, ông giúp đưa họ đến chỗ lão đại. Họ đến một khu rừng hẻo lánh, cách xa các cuộc chiến và ông ta biến trở lại thành lão đại. Hóa ra ông vẫn sống sót sau cuộc tấn công trước đó. Ông nói với cả hai rằng mình đã tìm thấy danh tính thực sự của Tiểu Viên. Và cô ấy không phải là người kế vị gia tộc của họ. Trên thực tế cô ấy là vũ khí do lũ quỷ tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt bang hội của họ. Người đàn ông sau đó quay lại tấn công Tiểu Viên ngay lập tức, nhưng cô gái đã được giải cứu kịp thời bởi một người trông giống hệt lão đại. Hóa ra là người đàn ông trước đó là kẻ mạo danh. Hắn nhanh chóng biến trở lại thành thủ lĩnh bang hội thần chết. Cả hai bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên thủ lĩnh của thủy tộc xuất hiện phía sau đánh lén cả hai bằng phép thuật của mình, giết chết chúa tể tử thần và làm bị thương nặng lão đại.
Sau đó hắn ta tóm lấy Thanh Đình và Thanh Vân và cố gắng nghiền nát họ dưới sức mạnh của mình. Tiểu Viên thấy rằng bạn bè của cô sắp bị giết và hét lên trong cơn thịnh nộ, giải phóng toàn bộ sức mạnh của cô và giết chết thủ lĩnh thủy tộc bằng cách sử dụng đòn tấn công của hắn. Thanh Vân cuối cùng cũng tỉnh dậy, anh chạy về phía Tiểu Viên và thấy rằng cô ấy sắp chết sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Cô gái tóm lấy tay Thanh Vân và anh bắt đầu nhìn thấy linh ảnh từ trưởng môn trước đây của họ. Linh hồn nói với anh rằng cô gái đó là người kế thừa thực sự của hội và là người nắm giữ sức mạnh to lớn của ngục tối. Cô ấy được định sẵn là vị cứu tinh của loài người và là người sẽ tiêu diệt lũ quái vật ngoài hành tinh kia. Nhưng anh tự hỏi làm sao điều đó có thể xảy ra khi cô ấy chút hơi thở cuối cùng, cả nhóm chôn cất cô gái. Và lão đại nói với thành viên trong nhóm rằng Tiểu Viên đã ban cho họ sức mạnh của cô ấy trước khi chết và họ phải sử dụng khả năng này để tiêu diệt lũ quỷ và cứu nhân loại. Ngay lúc đó, con quỷ đỏ bắt đầu nhận thấy thứ gì đó trên bầu trời. Một tảng đá khổng lồ bay về phía họ đánh bật con quỷ rơi đen xuống đất. Sinh vật mạnh mẽ này thoát ra khỏi tảng đá và bay về phía nghi trường. Nhưng con quỷ rõ ràng không thể sánh được với nghi trường, con quỷ đỏ lao về phía Thanh Đình. Và cô phản công bằng một cú đá khiến sinh vật bay xuống đất. Khi nhận thấy rằng chúng không thể sánh được với sức mạnh của Vu Ẩn Môn, con quỷ đỏ hấp thụ sức mạnh của vũ khí và bắn vô số quả bom vào Thanh Đình. Nhị sư huynh cố gắng bảo vệ Thanh Đình bằng tấm thân ngọc ngà. Tuy nhiên, trước khi vụ nổ đến với họ, dòng thời gian bị chậm lại và con công bay lên trời. Cô lao về phía con quỷ đỏ và mang tất cả bom lên không trung. Quái vật đỏ đuổi theo con công và bẫy cô bằng cách sử dụng xúc tu đỏ của mình. Sau đó hắt xì hơi bay corona về phía con công. Khi đó con quỷ rơi đen bay tới tấn công từ hướng ngược lại. Vào giây phút cuối cùng, con chim công khổng lồ cố gắng thoát ra, khiến corona trúng con quỷ đen và giết chết nó ngay tại chỗ. Con công nhân cơ hội ném quỷ đỏ vào những quả bom rơi vãi, gây ra một chuỗi phản ứng các vụ nổ giết chết sinh vật đó. Cuối cùng Tiểu Viên bay ra vụ nổ và đoàn tụ với đồng đội của mình. Sau đó tất cả ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Và cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.